Hello xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án Aero trên kênh của mình thì mọi người dành cho mình nút like nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. À, các bạn trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái à, kèo mọi người cần làm được token ARB C3 mọi người nhé. À, thì dự án này thì đang cho mọi người cần làm token C3 với cái lượng, à, lượng token à, các bạn sẽ cần làm được khi các bạn ở à đây à ví các bạn muốn cờ được là đủ điều kiện là tức là cái ví của các bạn trước đây đã cờ lam token ARB cũng như các bạn hâu NFT Shiba OG của dự án này mọi người nhé đấy thì hôm trước mình cũng chia sẻ mọi người một dự án cờ lam token ARB à, con ARB à, à, AI à, à AI Shiba mọi người nhé AI Rocker đấy AI Rocker sorry mọi người và con đấy thì khi các bạn làm được thì các bạn nhận được là 1.292 tỷ token cần à, với giá khi làm là à, khi à, mới cần làm xong khi bán thì có thể là 4 đô nhưng đến tận cạnh à, à, cách đây hai một à, ngày thì nó lên tận gần 500 USDT mọi nhá đấy anh em nào đã hâu hâu được cái tóc cần đấy thì khá là ngon đúng không ạ Còn mình làm xong thì mình đã xả và chỉ còn được được có 4 đô thôi đấy còn dự án hôm nay thì chúng ta sẽ cờ được token cần C3 đấy thì con này cũng cho một người pre mọi người nhé đấy à, thì điều kiện là như mình đã nói à, ví các bạn đã nhận được cái token ARB trước đây đấy là đủ điều kiện để cờ lam và à, các bạn ví nào mà hold NFT đến từ dự án nhé đấy rồi bây giờ các bạn muốn cờ lam token này thì các bạn sẽ vào click vào link dưới phần mô tả cho mình đấy như đây các bạn click vào link YouTube dưới phần mô tả thì nó sẽ có giao diện thế này nhé và lưu ý là mạng ARB mạng Arbitrum của nhé, kèo này thì FCFS đấy à, à, hiện tại thì cũng đang mới có ít người cờ làm thôi đấy rồi chúng ta sẽ bấm kết nối ví này bấm connect cho mình nhé khi mà bấm connect này chúng ta sẽ kết nối ví MetaMask này ví các bạn đã cờ làm ARB trước đây rồi nhá đấy rồi đây mình sẽ làm à, mình sẽ coi connect ví này đây mình sẽ mở ví ạ ok kết nối ví thì nó có giao diện thế này ở đây nó để chỉ ví của các bạn nhận được nhá đấy rồi sau đó các bạn kéo xuống đây này ở cái dòng này nếu ví của các bạn nhận được cái cần thì nó sẽ hiển thị ở đây nhá đây ở đây thì mình đã cần làm rồi nên là giờ nó sẽ không hiển thị nữa nhá đây là một cái ví ví mình vừa làm xong đây mọi người đấy cho mình này ở trên kênh telegram thì mình cũng chia sẻ cái à, cái link rồi thì các bạn có thể vào kênh telegram cũng được đây khi các bạn nhận nhận được token thì nó sẽ hiển thị cái số dư của token của các bạn này các bạn bấm một cái lam cho mình nhé đấy à, lưu ý với mọi người khi các bạn bấm cái lam erot ấy thì cái uh, uh, nó sẽ có phí ga nó sẽ báo là phí ga nó khá cao đến 16 17 USDT như thế này này đấy như thế này nhá mọi người để như mình ETH này là các bạn uh, ga không 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 thể uh, được nhé thì các bạn bấm vào chữ trang web gợi ý cho mình này đây bấm như bấm, bấm này sau đấy các bạn bấm chuyển sang cái chữ uh, ga thị trường này hoặc là linh hoạt nhé đấy à, và 15 giây thì nó phí nó khá rẻ thôi tầm uh, 0,40 USDT thôi đấy sau đây bấm, 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 xác nhận là được đấy mọi người nhé đấy bấm xác nhận là các bạn uh, sẽ là được tốc cần về ví đây đây là thì các bạn cần làm tốt cần về ví rồi thì nó sẽ hiển thị như thế này nhé đây là cái địa chỉ ví của các bạn nhận được này đấy và con này thì nó đã list sàn rồi hiện tại thì nó đã list sàn rồi mọi người nhá mọi người có thể lên bán được luôn này và giá của hiện tại thì nếu như các bạn nhận được là 1.292 nghìn tỷ tốc cần này thì các bạn sẽ tương đương cần là gần 7 USDT mọi nhá đấy đấy là nếu với giá hiện tại các bạn có thể xả còn anh em nằm muốn hâu thì có thể để lại nhá này để trong ví thôi đấy rồi con này thì nằm trên mạng Arbitrum nên mọi người uh, có thể uh, uh, lưu ý với mình nhé mạng ETH uh, Arbitrum đấy. đấy Rồi thì video vừa rồi mình có hướng dẫn mọi người cần làm token uh, ARB C3 uh, đến từ dự án ARB C3 uh, dự án cho mọi người claim, uh, uh, dạng như là Retro Axis mọi người nhé đấy dành cho các ví này uh, đã làm ARB trước đây đấy ok chưa À, thì thời gian cả Lam sẽ là à, 20 tháng 4 2023 cho đến là 20 tháng 5 2023 này Đấy, thời gian này à, thì lưu ý mọi người mọi người cờ Lam càng sớm thì các bạn sẽ nhận được tốc cần càng nhiều càng nhiều nhất còn các bạn cờ Lam phải sau thì các bạn sẽ nhận được tốc còn ít hơn nhé ngoài ra dưới này có một cái link để mọi người chia sẻ với bạn bè người thân này đấy ok cảm ơn mọi người đã xem video xin chào và là mọi người tất cả link liên quan xin mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nhé xin chào và là mọi người